Nếu bạn đã quá quen với những chuyện tình lãng mạn ngọt ngào, với mô típ happy ending cũ rích lặp đi lặp lại, nếu bạn đang tìm kiếm một tác phẩm mới lạ, lạ đến mức có thể vừa đọc vừa chửi, hay đơn giản, nếu bạn là FA đang phát ngán với việc bị phát cơm chó vào dịp Valentine và đang tìm kiếm cảm giác mạnh, thì chào mừng các bạn đã đến với Dear Sa-chan, nơi mà một cặp đôi thanh mai trúc mã quen nhau từ cấp 2, mới yêu xa được mấy hôm khi chàng cắm sừng nàng trong bộ phim Cô nàng xóm xinh đẹp và anh sinh viên may mắn. Sẽ thế nào khi kết hôn với một anh chàng đẹp trai chu đáo, lên phòng khách xuống phòng bếp, ở trên giường cũng rất tuyệt. Liệu rằng bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hay thấy chồng mình quá hoàn hảo, chẳng thiếu gì ngoài gặp xứng. Hôm nay, nhân ngày Valentine, để củng cố niềm tin và tình yêu cho các cậu, HTA sẽ mang đến một bộ manga vô cùng lãng mạn về tình yêu đích thực, cũng như sự sụp đổ của nó. Dear Sa-chan là một bộ manga tràn ngập các mối quan hệ toxic và tiêu cực được dựng lên và vun đắp từ sự dối trá. Trong bài viết này, mình sẽ dùng góc nhìn khách quan nhất để khai thác vấn đề chính mà manga đã đề ra, bi kịch của sự dối trá trong tình yêu. Khía cạnh này được tác giả thể hiện qua mối quan hệ của hai cặp đôi, Kyo và Sa-chan và Shino cùng chồng. Dear Sa-chan là một bộ manga ngắn từng làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng vào thời điểm tháng 6 năm ngoái. Nếu như nét vẽ và tên truyện làm bạn liên tưởng đến một bức thư tình ngọt ngào da diết của các cặp đôi yêu xa, thì xin lỗi vì bạn đã bị lừa. Cũng là yêu xa nhưng mà nó lạ lắm. Với nội dung đầy drama và tình tiết lắt léo, tác phẩm đã thử thách dây thần kinh của không ít độc giả và gây ra khá nhiều tranh cãi cho người đọc khi chia hẳn thành hai luồng ý kiến. Phe cho rằng chuyện khá thực tế và hợp lý, và phe bash cực mạnh từ tác giả, nhân vật đến plot. Nội dung chuyện kể về cặp đôi Sachi và Kyo đã hẹn hò được 4 năm kể từ khi còn đi học. Cả hai phải bắt đầu yêu xa khi năm 9 Kyo chuyển lên Tokyo để học đại học. Anh chàng Kyo điềm trai và điềm tĩnh, còn cô bạn gái Sa-chan thì dễ thương và biết ướt. Hai người vẫn luôn giữ liên lạc qua những bức thư. Tuy nhiên, mối quan hệ yêu xa của họ bắt đầu dao động khi Kyo ngoại tình với Shino, hàng xóm của cậu ta và cũng là một người phụ nữ đã có chồng. Kyo vừa duy trì danh nghĩa là bạn trai của Sa-chan và nhận những bức thư của cô, vừa dây dưa giường chiếu cùng cô hàng xóm quyến rũ, thậm chí còn mập mờ cùng một cô bạn học cùng trường yêu thầm cậu ta. Tuy nhiên, giấy không gói được lửa, Kyo đã chủ động thú nhận chuyện ngoại tình và đề nghị chia tay với Sa-chan. Sa-chan tội nghiệp gần như sụp đổ, nhưng cô vốn nhận thức được, dù là một bạn trai mẫu mực, trong lòng Kyo vẫn chưa bao giờ có cô. Sa-chan lụy tình một cách mù quáng, chấp nhận ngủ với Kyo và đồng ý cho cậu tự do quan hệ với người khác để níu kéo cuộc tình. Hai người tiếp tục mối quan hệ như chưa có gì xảy ra. Kyo dần cảm động với sự bao dung của Sa-chan và thật lòng yêu cô, trong khi những mảnh vỡ găm sâu trong trái tim Sa-chan từ vết thương của sự phản bội dần mưng mủ và thối rữa, răng xé tình cảm của cô. Đến khi Sa-chan quyết định buông tay để giải thoát cho cảm xúc của mình, thì lần này Kyo là người níu kéo nhưng không thành. Sa-chan sau đó gạt đi quá khứ và bước tiếp để tìm hạnh phúc riêng. Còn Kyo đến khi trung niên vẫn mãi ôm ấp hình bóng tình đầu và những lá thư tay một cách tuyệt vọng. Về cơ bản thì đó là 70% nội dung. Tác phẩm vẫn còn một plot twist khá cay ở cuối. Mình sẽ để ngỏ cho các cậu tự đọc và cảm nhận nha. Nhưng mình có thể hứa chắc một điều rằng, không phải câu chuyện nào cũng hứa hẹn một cái kết tốt đẹp đâu. Bi kịch của Kyo và Sa-chan. Phần lớn câu chuyện được kể theo điểm nhìn từ ngôi thứ nhất của nam chính Katagiri Kyo, một fuckboy bị 7749 tê đàn gọi tên và gây ức chế cho không ít độc giả. Kyo đã ngoại tình với một người phụ nữ có chồng là Shino, phản bội và làm tan nát trái tim của Sa-chan, một cô bạn gái hết lòng yêu thương mình. Mô típ nam chính đáng ghét cũng không phải là lần đầu xuất hiện, nhưng với vai trò là một tên fuckboy tồi tệ bị người nguyên rủa, thì Kyo của Dear Sa-chan đã diễn khá tròn vai. Tác giả đã vận dụng rất tốt ngôn ngữ độc thoại nội tâm để khai thác tâm lý của nhân vật. Những quan điểm và triết lý dởm của Kyo đặt trong ngôn ngữ độc thoại càng khiến cho sự ích kỷ và bao biện của cậu ta trở nên ngứa mắt với người đọc. Tâm lý của Kyo là một vòng luẩn quẩn cực kỳ phức tạp. Cậu ta làm sai, biết sai, tự viện lý do cho bản thân, rồi cố sửa sai nhưng lại phạm phải lỗi lầm khác. Quay ngược thời gian thì bi kịch vốn đã bắt đầu trước cả khi Kyo đi xa và phản bội Sa-chan, bởi tình yêu của họ ngay từ đầu đã là một lời nói dối. Nam chính Kyo có một gia đình không trọn vẹn, chỉ muốn thử yêu đương vì tò mò về tình yêu, đối phương là ai không quan trọng. Bản thân Sa-chan cũng nhận thức được rằng, lúc tôi tỏ tình với cậu ấy, chẳng có hình bóng nào của tôi phản chiếu trong mắt của Kyo. Còn với Sa-chan, tội lỗi lớn nhất của cô chính là tự lừa dối bản thân. Quá yêu, quá tôn thờ bạn trai mà hạ thấp cảm xúc của bản thân. Khi bị phản bội thì mù quáng, bất chấp tất cả để níu kéo. Trong đêm đầu tiên với Kyo, không có tình yêu hay sự ngượng ngùng hạnh phúc của Sa-chan, mà chỉ có sự vụn vỡ và tuyệt vọng. Nụ cười vô hồn và dòng nước mắt của Sa-chan lúc đó chính là sự bắt đầu cho bi kịch nội tâm của cô. Theo mình, kết cục trái ngược của cả hai cũng chính là phép tương phản mà tác giả muốn gửi gắm. Sau cùng, Sa-chan đã lựa chọn thành thật với cảm xúc của mình và rời xa Kyo, trong khi cậu ta đến phút cuối vẫn chôn giấu những suy tư của mình, chưa một lần thẳng thắn bày tỏ với cô. Sa-chan tiến về phía trước, bỏ qua quá khứ và có được hạnh phúc mới. Còn Kyo mãi sống trong cái bóng của quá khứ như một sự trừng phạt, dằn vặt và nhung nhớ về người cũ.
khá nhiều độc giả đạt kích tác giả là có tam quan sai lệch. Cá nhân mình cũng sẽ không phủ nhận điều này. Nhưng theo mình, bối cảnh và tình huống của chuyện về sự phản bội cũng không hề phi thực tế và hoàn toàn có thật. Việc Kyo và Sa-chan chia tay là điều tất yếu, bởi cố níu kéo một mối quan hệ đã trở nên toxic, ở bên nhau mà luôn dằn vặt nghi kỵ thì chỉ đem lại đau khổ mà thôi. Sự che đậy của Shino và chồng. Song song với cặp đôi chính thì câu chuyện của cô hàng xóm Shino và anh chồng tổng tài bá đạo nhưng cuồng vợ đến mức cực đoan cũng khá thú vị. Cặp đôi này thì kém thực tế hơn và cá nhân mình thấy là hơi hối hận. Cô vợ Shino vì stress do áp lực từ mẹ chồng và muốn xác nhận tình cảm của người chồng hoàn hảo của mình nên đã bày ra vô số trò để khiêu khích anh, thậm chí đã vượt ranh giới vào ngoại tình. Còn chồng cô cuồng bạo đến mức cực đoan nhưng tự ti, sợ bị Shino chán ghét mà gò ép bản thân, gây áp lực ngược lại cho chính vợ mình. Cả hai vì cái tôi cá nhân mà giữ im lặng, rơi vào bế tắc, liên lụy đến cả người ngoài như Kyo và Sa-chan. Rạn nứt trong hôn nhân của cặp đôi này cũng xuất phát từ sự che đậy cảm xúc thật. Cả hai không dám đối diện và chia sẻ với đối phương, áp đặt suy nghĩ của mình lên người còn lại. By the way thì về sau, khi cả hai cùng ngồi xuống và thành thật thì các khúc mắc cũng được giải quyết một cách nhanh gọn. Cái kết của cặp đôi này khá happy nếu so với Kyo và Sa-chan. Tuy nhiên, spoil nhẹ là theo định luật quả táo thì Shino vẫn phải gánh chịu dằn vặt và sau này là nghiệp quật đến cả đời con đó nha. Điểm trừ của manga. Điểm trừ lớn nhất của Dear Sa-chan là cái kết, một cái kết gượng gạo và hụt hẫng, lạm dụng time skip không hợp lý. Cảm tưởng như tác giả đang vội vàng dùng kéo để cắt đi mớ bòng bong mà mình đang vẽ ra thay vì gỡ bỏ từng nút thắt trong lòng độc giả. Người đọc còn chưa kịp định thần thì đã thấy nhảy sang 5 năm sau. Cả hai nhân vật phụ khá nổi bật là cậu fuckboy Kurosho và cô bạn yêu đơn phương nam chính Misuru cũng bốc hôi luôn. Mình đã hy vọng là hai nhân vật này chỉ ít sẽ có tác động đến tâm lý hay hành vi của nam chính. Cuối cùng vẫn là gây sự khó chịu cho người đọc. Vai trò của Sa-chan, nữ chính, cũng bị xóa gần hết trong những tập cuối. Mình hiểu rằng có thể đây là dấu hiệu của việc Sa-chan đã hoàn toàn bước khỏi câu chuyện, cắt đứt mối quan hệ toxic này trong khi Kyo vẫn dằn vặt về quá khứ. Còn về cái kết của nam chính thì spoil nhẹ là nếu bạn thích bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thì có thể ưng cái kết này, nhưng cá nhân mình thì không. Plot twist cuối của chuyện hơi ngạn, cảm giác quá cố lên gượng gạo. Nói chung, mình nghĩ đây là một bộ manga đầu voi đuôi chuột, triển khai không tồi nhưng cái kết dở. Nếu đọc để giải trí cho Valentine thì ổn vì nói chung là vẽ cũng đẹp. Xin phép kết bài bằng câu quote từ một người bạn của mình. Lừa dối trong tình cảm đã tệ, yêu tôi tệ hơn là để người mình yêu tin vào những lời lừa dối đấy. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian xem hết video và chúc các bạn có một lễ Valentine vui vẻ.